Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của Kisato Thanh Hóa. Chúng tôi có trụ sở tại biệt thự số PL3-16, đường Phong Lan 3, Vinhome Star City, thành phố Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096-345-9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu nhà ống 5 tầng hiện đại của gia đình anh Vũ Đức Cường có địa chỉ tại Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vẻ đẹp nhẹ nhàng đơn giản của mẫu thiết kế đã nói lên tính cách của gia chủ một cách tinh tế. Thiết kế quen thuộc theo phong cách hiện đại với cách tạo hình vuông vức, mạnh mẽ theo đúng với xu hướng xây dựng mới nhất năm nay. Các chi tiết trang trí mỹ thuật mặc dù khá đơn giản với những thanh lam gỗ hay bố trí màu sắc đẹp càng góp phần mang tới vẻ đẹp cao cho tổng thể. Phần mặt tiền sử dụng những tấm kính cường lực lớn tạo điều kiện cho không gian bên trong nhà luôn thông thoáng, luôn có được ánh nắng tự nhiên. Đồng thời, việc này giúp cho mặt tiền của ngôi nhà càng trở nên đắt giá, đạt được đỉnh cao về tính thẩm mỹ. Điểm ấn tượng nữa trong thiết kế của ngôi nhà này chính là hình khối đơn giản, màu sắc hài hòa, hệ thống cửa kính cao sát chân được sử dụng tối đa để lấy sáng và tôn thêm sự hiện đại. Từng mảng lồi lõm của ngôi nhà đều được tính toán sao cho đảm bảo về công năng và tận dụng được nhiều hơn phần diện tích. Sắc xanh đối với những ngôi nhà phố là điều mỗi gia chủ luôn chú trọng. Tận dụng nhiều nhất những không gian có thể đặt thêm cây xanh mang lại cảm giác mát mẻ, căng tràn sức sống cho tổng thể ngôi nhà. Đơn giản về hình khối, đơn giản về màu sắc, các chi tiết được phối kết hợp hài hòa. Đó là những mỹ từ để dành tặng cho mẫu thiết kế này. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng tiến vào bên trong ngôi nhà. Tầng hầm. Gara, 30m2. Tầng 1. Phòng khách, 15m2. Phòng bếp, 12m2. Nhà vệ sinh, 3m2. Tầng 2 được bố trí không gian diện tích như tầng 3. Hai phòng ngủ diện tích lần lượt là 18m2 và 13m2. Nhà vệ sinh chung, 4m2. Tầng 4. Phòng thờ, 10m2, sân trước, 14m2, sân sau, 13m2. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn mẫu nhà ống 5 tầng mang phong cách hiện đại vô cùng độc đáo. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của Kisato Thanh Hóa. Lì xì Tết hỗ trợ mùa dịch duy nhất tháng 1 tại Kisato, giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông. Combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông, giảm giá thiết kế lâu đài còn 160.000 đồng trên mét vuông, thiết kế nội thất lâu đài còn 200.000 đồng trên mét vuông, thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông. Khách hàng thanh toán 100%, giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nhanh tay đăng ký nhận ưu đãi ngay.